Thế làm sao không? Ông Dũng có cần me cho chị Thúy không mà? Lần sau ông Dũng cần me. Không mà thầy cũng chỉ đến đó thôi. Sơn thủy. Thôi về. Tiền ở nước này, chai nước này. Uống lạnh đi cho nó tốt. Chú lấy gì thấy đúng không? Em có được em thắng. Cậu đâu đặt mà đánh vậy? Đúng rồi.
Ví dụ đi ngang con đi chị Thúy. Con chị Thúy đánh chơi. Đánh xương xương đỡ mù. Chưa thấy mấy gà này mà nó. Quay chứ nãy anh không em không lấy anh thì thôi chứ không. Ủa, cứ lấy đấy. À, nếu em không lấy anh thì giờ hòa. Lấy nước của anh này em không lấy. Nó đi cầu thôi. Nó đi cầu thôi. Còn của ít là lấy nó trả thôi. Anh Dũng trả thôi. Cầu thôi. Có cầu thôi. Qua lưới trước. Qua lưới đã. Không cần khó. Rồi, đó. Rồi anh. Chết tôi. Hey!
Để dài rồi thua. Anh cài trước thôi. Sao không qua lưới hoài vậy? Gì kỳ á? Rồi. Có làm xe lớn không anh Cang? Anh Cang ơi. Có làm xe cuối làm trình lớn không? Anh với ai? Em với Nguyên. Làm xe lớn nha. Đi lên trai rồi cho nó vui. Kệ đấy, đằng nào của anh rồi đi. Oh, yeah.
Thank you.